Trung tâm Khuyết tật và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA đã khởi động dự án dịch vụ vận chuyển bằng xe ba bánh cho người khuyết tật trên địa bàn. Đây là dịch vụ đưa đón theo nhu cầu của người khuyết tật, miễn phí từ nay đến hết tháng 1 năm 2014 trong phạm vi các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu do số lượng xe ba bánh có hạn chỉ 10 chiếc nên để sử dụng được dịch vụ, người khuyết tật phải đăng ký trước 7 ngày qua điện thoại. Tuy nhiên những trường hợp khẩn cấp vẫn được ưu tiên. Các xe ba bánh được thiết kế đặc biệt phù hợp và an toàn với người khuyết tật như có tựa lưng, dây an toàn, nón bảo hiểm và có thể treo móc gậy, nạng hoặc xe lăn. Dịch vụ vận chuyển bằng xe ba bánh cho người khuyết tật là cơ hội để người khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua rào cản môi trường để tiếp cận với giáo dục, việc làm, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.